Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ tư ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Ba Bể. Đến nay, huyện Ba Bể đã triển khai đầy đủ đúng quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Huyện đã thành lập 15 ủy ban bầu cử tại các xã thị trấn và 103 tổ bầu cử ở 103 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện có 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 494 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, thực hiện niêm yết danh sách hơn 37.500 cử tri tại các khu vực bỏ phiếu và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Từ đầu tháng 4 đến nay, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác bầu cử tại các xã thị trấn. Bên cạnh đó, các tiểu ban bầu cử huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khi dịch diễn biến phức tạp. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đảng, trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Đến nay đã có trên 80 tin bài, 7 chuyên mục phát thanh trên hệ thống trang thông tin điện tử và phát thanh của huyện. Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã tổ chức trưng trên 200 băng rôn, pano, tranh cổ động. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể trong việc chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại hai xã Khang Ninh và Bành Trạch, đồng chí đề nghị hai địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền đến công dân địa phương hiện đang đi làm ăn xa về cuộc bầu cử, để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thăm nắm dư luận quần chúng nhân dân trước, trong và sau bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ngày bầu cử, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống thiên tai. Chiều qua, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Chợ Mới. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Chợ Mới có 48 người được giới thiệu để bầu 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5 nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp xã thị trấn, giới thiệu 429 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri bầu chọn 259 đại biểu. Huyện Chợ Mới có 6 đơn vị bầu cử, 108 tổ bầu cử ở 108 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại trụ sở xã, thị trấn, các điểm công cộng và tại khu vực bỏ phiếu. Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện Chợ Mới và lưu ý địa phương cần tiếp tục rà soát các nội dung đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Trong đó tổ chức hiệu quả việc tập huấn nhiệm vụ về công tác bầu cử cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, khẩn trương cung cấp phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện tốt công việc được giao, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử tại địa phương, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng trong ngày hôm qua, đoàn công tác đã đi kiểm tra, giám sát thực tế tại các xã Như Cố và xã Thanh Thịnh. Qua kiểm tra, giám sát, các địa phương đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chiều ngày 4 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Cạn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thông qua nội dung, nguyên tắc, hình thức, thời gian vận động bầu cử tại các xã phường. Theo đó, trong quá trình tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên tuyệt đối không lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại tố cáo. Hội nghị cũng đã được nghe thông tin về những nội dung cơ bản về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2026. Đặc biệt, những kinh nghiệm trong công tác vận động bầu cử đã được Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố trao đổi để các ứng cử viên vận dụng trong công tác vận động bầu cử sắp tới. Thực hiện quyết định số 213 ngày 1 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với nhân dân trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hàng năm, các cấp ủy chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và nhiều xã phường thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại. Trong 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp đã tổ chức trên 2.200 cuộc tiếp xúc đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó có gần 2.000 cuộc tiếp xúc định kỳ, trên 200 cuộc tiếp xúc chuyên đề đột xuất với hơn 28.000 lượt người tham dự. Tại các cuộc tiếp xúc đối thoại đã có gần 6.000 lượt ý kiến tham gia. Sau các cuộc tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp đã ban hành văn bản kết luận chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những hạn chế và ý kiến mà nhân dân phản ánh kiến nghị. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội giám sát việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân đối với các cơ quan chức năng. Nhờ đó, 97,5% số ý kiến kiến nghị tại các cuộc đối thoại đã được xử lý, giải quyết. Chiều qua tại trường Cao đẳng Bắc Cạn, Viện Khoa học Quản trị và Kinh tế số Việt Nam đã tổ chức hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp 4.0. Hội thảo hướng đến mục tiêu xác định được đối tác tin cậy tiến tới hợp tác lâu dài, trao đổi thành công chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị nhà trường. Tại hội thảo, những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số đã được diễn giả chuyên gia kinh tế Nguyễn Kim Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học Quản lý và Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kim Nam Bắc Cạn dẫn giải và cùng trao đổi. Ngay sau buổi hội thảo, ông Nguyễn Kim Hùng đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác đào tạo ngành học mới và số hóa hoạt động quản lý giáo dục đào tạo với trường Cao đẳng Bắc Cạn. Tính đến 16 giờ 30 phút chiều hôm qua mùng 4 tháng 5, trạm y tế 8 xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Cạn đã tiếp nhận gần 1.000 trường hợp người dân đến khai báo y tế. Đây đều là những trường hợp đã di chuyển ra ngoài tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ghi nhận trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân đã phối hợp tốt trong việc đến khai báo tại các trạm y tế xã phường. Dù là đi về từ vùng có dịch hay không, nếu đã di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh thì người dân đều làm thủ tục khai báo đầy đủ lịch trình với cán bộ y tế. Ở đây thì hướng dẫn người dân, ngay bắt đầu vào cổng kia thì cũng đã có biển là khi vào trạm y tế khai báo thì là phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Và ở đây thì khi vào đến đây thì cán bộ y tế cũng đã hướng dẫn và giữ khoảng cách đúng 2 mét theo quy định của Bộ Y tế. Phường Đức Xuân là địa bàn có số người đến khai báo y tế nhiều nhất trong 8 xã phường trên địa bàn thành phố với hơn 300 trường hợp. 37 chuyên gia người Trung Quốc đang thực hiện cách ly tại thành phố Bắc Cạn cũng được thường xuyên theo dõi sức khỏe để có báo cáo kịp thời theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước mắt là có 10 trường hợp là F2 thì đã được là y tế đề xuất với cấp ủy, đề xuất với chính quyền để thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của phòng chống bệnh dịch, và đồng thời là cũng đã xác định được 32 trường hợp là F3, 35 trường hợp là F3 và cũng đã tư vấn và thực hiện nghiêm là không tập trung đông người và thực hiện 5K theo khuyến cáo của y tế. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nên việc khai báo đúng lịch trình di chuyển, tiếp xúc của người dân đang được ngành y tế thành phố tích cực triển khai nhanh và đạt hiệu quả. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và ngay sau đây là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa nay.